Em cùng mẹ và dì Sáu và em Phúc cùng bé My và bé Vi mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mình xin chào cả nhà. Em mới xin thay mặt gia đình mến chúc tất cả cô chú anh chị và bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hôm qua em có đi đặt được mấy con cá lóc to to của chú anh chị. Bữa nay là cá lóc hấp hành của chú anh chị ơi. Bữa nay gia đình em ăn món cá lóc hấp hành cuốn rau sống bánh tráng. Giờ gia đình em vào bếp nha. Bây giờ bé My với lại bé My phụ ông bà lặt rau nha. Sao lo gái với ta? Bây giờ con đi đẩy con đi xuống con đi bắt cá lên. Con đi bắt cá đi. Dạ. Giờ em ra em lấy cá lên cho Sáu với mẹ em Phúc làm. Cá nhiều lắm ngay cô chú anh chị. Dạ. Tại giọng mấy xe sát trong á là nó ít nước nó ít nặng quá. Đó, dạ. Có cái giọng huyền thoại em ở Việt Nam lúc này nắng như lắm. Có giọng nằm đây chắc chưa thoải mái lắm cô chú anh chị. Chị Sáu ơi. Wow, cá xe ham chưa chị Nam? Cá lóc. Cá lóc. Cá lóc. Nặng chưa chịu luôn. Không, 2 ký mấy rồi. Cái bệnh này. Dạ. Cứ ngắt luôn. Cá lâu năm á. Cá đó ký mấy á. Thấy mê chưa? Mà cá bự cứ ngắt à. Rồi cá bự tay Sáu luôn. Hai con phải không? Dạ. Lấy hà lấy thêm con nữa sao rồi? Con nào xanh xanh làm kiểu con bự ăn đi, con đó đi. Rồi nè, cái đó để con đi cộng lại cột lại cái con đi cộng lại. Còn như đây là hai con cá chê, ba con cá lóc. Ơi có nữa rồi. Quá trời cá lóc. Đặt rồi được có 13 cái. Lâu bộ một cây số đặt có được có 13 cái, không có chỗ đặt người ta mới múc kinh đó. Mà cái kinh đó bữa hổm giỡn cái 3 ký cá. Quá rồi. Giỡn nhiều hơn cái này mà. Kinh nào? Trinh Ninh Thới. Cá lóc này là cái tay em còn không dám luôn cô chú anh chị. Rồi nè. Bự cái lóc mình cầm cái nhiều quật. Ngon ghê luôn. Con này dở qua dở cái cuối cùng nè. Con này nó quậy đứt cái lưới luôn sao đứt cái dây hôm luôn. Mạnh quá trời. Ngon. Cô chú anh chị ơi, bữa nay mẹ em với lại em Phúc đổi chiến lược ngồi gạch lặt gạo. Bạn nãy nắng quá trời luôn mà ngay giờ nắng dội vô mà. Bữa nay bé My với bé Vi hàm chề quá, không ở đây một vụ lặt gạo gì trơn. Đốt ra kìa. Tao tranh thủ à. Gì con quen á, sủa gì. Tới giờ quay clip với lại đó, nó nằm đó đó. Này gạo thơm có gạo quế, húng lủi, gạo găm, chấp cá. Cái cả năm biết sao nó mềm, những năm dễ ăn. Cái kia nó cứng lắm. Hai đứa lại là cao phụ nè. Yeah. Đúng rồi. Nó mời em đi đủ ngủ đi, đi lễ rồi. Năm. Đuổi á. Để năm đuổi. Tại vì mình nó dễ không ai nghĩa là làng. Không có sao luôn. Nó ngủ mình đó hả? Lạ, quen khác lạ khác. Thì nghĩa là làng không? Quá nó muộn, cái nó muộn. Thứ sáu vậy? Hôm nay thứ tư rồi. Hôm nay thứ tư. Vậy ở được 2 ngày. Đi lấy mấy bữa về chỗ này. Hỏi bà đâu rồi không? Cái vậy nha, ta về quê thế ta có gì cũng đi cho. Con ăn con cá con này. Nói chuyện tới đây nghe. Này mình sấy hành trước hả bạn? Ừ. Chị Bốc làm dâu của này chắc cũng trả về sớm luôn.
là có nhiêu gầu nãy giờ chưa xong. Ôi lo gì, tới mà Hà Nam mỏi mà sợ gì đó. Vô mùng 3 ra mùng 7. Hai chợ hai ba hành lâu chết. Sàng sàng sẽ xảy tới mùng 10, mùng 10. Chảo lên ăn mình. Mới hành. Chi hành chứ. Mày ừ nó mạnh vậy đó. Giờ mình cho dầu vô rồi mình phi. Nó phi mình cho dầu nhiều nhiều một chút. Mình dầu nó sâu rồi mình cho của hành vô. Này là mình sấy mình để dành luôn. Ừ, cho để dành luôn. Chứ đâu có làm được mà mặn vô. Chị này giờ chả này lễ gì mới về nữa không? Tết luôn chứ lễ gì. Tết cái này lâu quá rồi, em dỗ hồi nội luôn gì luôn. Tết luôn. Về tới Tết mới về luôn đúng không? Tết mới về. Rồi có nhắn nhủ gì đó với lại cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Hẹn cô chú anh chị Tết đang gặp lại. Hẹn Tết đi hả? Hẹn Tết đi gặp lại. Rồi em bằm tỏi thằng với củ hành thằng em ớt với chị Năm. Mẹ hỗ trợ cho thùng đá quá trời to luôn nè. Trời nắng này là hao nước lắm con ơi. Dạ. Sáu chồng cũng vậy nữa. Tối ngày uống nước không, không có ăn cơm. Ăn ngoài này rồi là thôi rồi đó. Chiều về uống nước không no rồi. Mát hay sao? Uống vô tới đâu nó mát tới đó. Sáng ngày sao tính ra mặc đồ đó. Nó lu bu bu quá, quên cái đồ này ăn phơi ngoài xào lấy mặc luôn. Sợ đi ra đây trễ. Sáng ngày lưu bu công chuyện hết trơn. Chuyện xưa mẹ bán dưa đi. Cái chuyện xưa mẹ bán xôi đi. Nói năm 2000, hai người đó gặp, 2011, hai người đó gặp nhau. Cái là về chung nhà. Cái đẻ ra thằng con là tên Phốt. Cái năm 2015 cái đầu đẻ ra đứa con gái tên là Thị Dương. Cái mẹ trời, con là với ai, con với anh hai là ba mẹ với ai, tự nó ai sửa xưa đồ thì sửa xưa dữ chưa. Quên mẹ lành lắm thì sửa xưa dữ chưa vậy đó. Mở tủ lạnh gì khó gì hết. Bánh mì ngoài này nè con. Hai ờ ưa mày chích sữa lắm luôn á. Nó hay ghê, nó trên nhà nó đi xuống cũng vậy nữa. Quê kìa, hai chồng bà cô chú ý con. Hai đó anh hai gần nè, được chưa? Ngày mau không có nấu cơm nó gì hết. Em sắp ra gừng sợ sợ gì nè, đang hồi mình để lên. Sáng qua giờ mới được ăn đó sao? Em qua anh hai đi dở. À, nó mau mà đâu có mau đâu phải không? Mau được không mau đâu. 24 tiếng đồng hồ rồi chứ đâu có pha đâu. Qua giờ mới được ăn. Sáng qua giờ. Nó mau đầu ra. Nhiều khi nói chuyện với Sáu mắc cười. Nói chuyện tụi trẻ về cái bói rồi bói hả rồi. Ừ. Chẳng hiểu gì hết trơn á. À à à à. Con nhạc trẻ giờ cũng vậy nữa. Đọc đọc cái gì đâu không. Đọc gáp không hả nè. Hồi đó nhạc xưa là yêu yêu thầm. Còn giờ nhạc yêu nói thẳng luôn à. Quá. Bài vừa yêu nói thẳng. Vụ này. Vậy đó. Thầm tao dám nói đe thẹn rồi ha. Cái người yêu đi với chồng khác. Rồi đâu nắm tung ra nói. Rồi giờ yêu thẳng luôn. Nói thẳng luôn. Đằng gì gì đó sao? Nói thẳng là sao đó sao? Hả? Đằng đằng trước mắt đằng sau vậy đó. Mắt đằng trước đằng đằng sau. À. Yêu nó mẹ đi, tao đi lấy vợ khác chồng khác hả? Yêu không dám nói. Yêu thì nói càng yêu, không yêu chồng. Mới nói ra. Giờ nói thẳng luôn à. Bây giờ là phải nói thẳng chứ không thôi mất tiêu. Ừ, không nói là mất tiêu đó. Không biết anh hai còn nhớ không nha. Bà nội hay nói với anh hai á là có cưới vợ thì cưới liền tay.
để lâu ngày vậy đó. Lắm kẻ dèm pha. Lắm kẻ dèm pha. Quá. Nội hay nói vậy đó. Con cá qua bự vậy hả nằm? Ồ thấy ham không? Ủa cái đầu mà bự vậy. Con cá này chắc từng ký trở lên á, không như cái đầu. Trứng luôn. Thấy vậy chứ làm đồ ăn ngon lắm nghe chị Năm. Em ở nhà nó hay chế biến ra món này món kia làm, em nghĩ là nó làm ăn được nhưng mà ngon. Với lại pha chế nước này kia nọ. Biết làm lắm à. Chờ anh bá mà thèm gì là có món đó. Đó thấy không? Nhân tài nằm trong lá ủ. Nhí nó còn biết làm đồ ăn chứ con không biết làm đồ ăn đâu. Wow, lúc con mới cứ hoàng vàng cho ổng ăn trứng với mà mồng tơi á. Mới cứ hoàng về là cho ăn trứng với mồng tơi không cả tháng trời. Giữ nữa. Có dầu hào không chị Nam? Không có đâu, nhiều khi á mấy thằng bạn ổng vô á, bạn hàng ổng vô á. Bà Hoàng kêu bằng bà Hoàng không à. Trời chúa ơi, kêu tôi bằng chị Phúc gì hay là chị gì đi chứ. Đừng kêu bằng bà Hoàng nghe ớn quá trời ơi. Nghe bà Hoàng hả? Nghe bà Hoàng, kêu bà Hoàng đó. Vô kiếm ổng là sao Phúc? Vô kiếm ổng kêu hỏi bà Hoàng. Ông Hoàng đâu rồi? Nói trời ơi. Kêu chị đi ông Hội ơi. Kêu bà Hoàng thấy ớn quá. Nè, cái bà Hoàng không có chịu à. Rồi giờ sáu để củ hành với tỏi vô, sáu ớt cá. Rồi giờ sáu cho hạt nêm vô. Cho bột ngọt vô. Nó mau rồi đó. Chứ không no nó ra nó quỵu vào kiếm bếp năm rồi đó chứ năm đó năm rồi. Rồi nước mắm luôn. Cho vô miếng dầu hào. Bò chỉnh dở. Nó bỏ ấy không à. Quả ở đời nào ít lắm. Cho vô miếng tiêu. Rồi giờ em massage cho con cá đi. Massage cho con cá. Không có đi học nghề massage mà này. Massage cho cá. Massage cho cá rồi. Cái cặp ruột này nè là em ưa chứ lắm đâu. Bây giờ sao lót hành ở dưới nè, sao sắp cá vô để sao nè. Dừa. Đó. Ruột cho vô đây. Quá đó. Đẹp. Cái còn nước ớt của mình nè, cho vô luôn. Để chút xíu cái này. Để 15 phút. Bỏ nhỏ đi chị. Gừng. Cái này để hồi chín sao để vô. Nãy đúng ra sao để gừng với này sao lót mớ nhưng mà quên là để trên luôn. Nó lấy cái núm nữa mà mua núm không có. Hôm nay mua núm không có. Đi hết chợ luôn chị. Bắt nước lên mình hấp cá. Bỏ này vô. Múc mâm luôn. Rồi sáu lần nước mắm cái xong nữa là cá chín luôn rồi đó sao? Rồi vài bữa nữa đi Sài Gòn rồi có nhớ quê không nè? Hả? Nói tiếng Anh không he? Nói tiếng Anh không chứ bộ. Nói tiếng Anh này Hoàng nó nghe nó không hiểu được, cái nó gõ lên Google nó hỏi nó nói vậy là tiếng gì vậy? Cái người ta trả lời y chang cái tiếng Việt. Dịch ra được tiếng Việt á. Giờ cá này mình hấp đây giờ cũng chín rồi, giờ để củ hành vô với lại
gốc hành vô đặng cho đậy đi nắp đợi 1 phút 2 phút nữa đặng cho nó chín cái củ hành đó con, với lại gốc hành nè. 2 phút là được rồi. Đó. Nên bật lửa 10 cái. Thơm quá. Nắp lại cỡ 2 phút đi. Kẻ cái dưa leo ra mỏng mỏng như là cái gói cho nó giòn. Cá nó chín rồi, mình lấy ra. Thơm quá mẹ. Qua trời con cá. Quá trời thơm, mít luôn kìa. Ừ, thơm nước mũi luôn. Phi lên. Thơm quá mẹ. Thành phi lên cái nha, vô cái hắt cái mùi lên, thơm quá. Quá trời thơm mà sao? Quá thơm, thơm nước mũi cá nước luôn. Cô chú anh chị và bạn ơi, món cá lóc hấp hành mà bà dì Sáu của em Phúc đã hấp chín rồi. Em cùng gia đình mời cô chú anh chị và bạn cá hấp hành cuốn rồi sống cùng với lại gia đình của em nghe. Mời cả nhà ăn cơm cá hành mình nha. Mời chú, mời cô chú cùng với con. Ai cả nhà mình ăn đây. Cho con cái miếng cá. Bé ơi, hả hai bà gói cho. Nữa trời. Ăn được gì đâu. Quá. Cá bạn. Vô coi. Cá, nó gói cho con nha. Nó gói cho con nha. Thôi em ăn cái chín rồi kiếm cái bỏ cái muỗng này nè mà. Khúc ruột trước. Hấp nước. Ngon cái ruột. Ngon ruột trước. Quá xấu. Nhưng năm con bự nè. Rồi, năm thấy đường gấp rồi. Quá à. Mự nó có thịt. Con nhỏ. Ừ, năm ăn bên con bự á. Bự á. Nè. Nghe giờ. Đúng rồi nè. Dài cho chị con thưa. Nó bắn ra phải không? Dài dài dài. Dài vô vậy nhảy vô á. Dài dài giòn giòn. Ừ, những cái bự nó có thịt. Cá lâu năm mà. Ừ. Đây. Cá sống lâu luôn bé Bình. Cái này có cô giảng xương rồi. Lâu năm nó là cá sống lâu. Sống lâu cũng vậy. Ngon quá chị Nam ăn. Thôi, để cho con thử gắp đi. Đó, họ cái nổi gói. Đúng rồi, gói đẹp nhất á. Ừ. Đẹp nhất luôn hả? Cái ruột cá nó giòn giòn ngon. Sáu, ruột cá dữ. Nó ruột là sáu. Cụi sao kỳ vậy, không tay vậy. Ác khẩu luôn đó mà. Ác khẩu luôn. Rung tay luôn. Nè nè con nè. Rồi biết gói rồi không? Quá sức cái cung đó. Quá sức ơi, cũng khổng lồ rồi kìa Khánh ơi. Ai? Nè Huy. Có rồi hả? Nó siêu cao khổng lồ. Khổng lồ. Em cuốn thứ hai rồi nè. Làm thì lâu chứ em ăn mau lắm. Nhảy nè hả? Không. Nhưng nó còn sống nó nhảy. Dưa leo á mình sắc ra mỏng mỏng vậy nè. Nhí. Cái mình gói á, nó giòn. Mắm rồi. Cái dưa leo nè, dưa leo mấy bên đây nè. Không có đâm cài, còn chấm ké nữa. Ngồi ghi để vô. Gặp miếng cá để vô. Nhí nó lấy cái áo mình sẽ ra trên và phòng cái bông đẹp quá, đẹp luôn. Chị Năm làm á. Chế được có nè. Ừ.
sẽ nhiều nhánh này là nó mới lỡ ra nhiều vậy đó. Quay viết cũng ruột nữa mày chơi luôn rồi cái trứng là mega bi ơi, cặp trứng là con dính trong cái ruột mà. Đứa ăn cục gì kìa đó, ăn gà đứa ăn cục chúng món cái một cái vậy là con con gì bà con gì bạn dám ăn mì chứ không không ăn trứng cá hả mấy mày, chắc nhường cho chị Vi vậy hay là con nhường không ăn hả, nó ăn trứng cá nó biết sợ ăn. Sợ nó mụn khó cái lượm hết trứng cá chuồng á bá vậy mình ăn sạch luôn 4 bữa 9 10 cuốn thôi mười cuốn thôi mà phải là siêu to khổng lồ nè. Lần đầu tiên ăn kiểu này lần đầu tiên tôi ăn ăn chúng ăn hành cái bát thơm tưởng vi hồi sáng vú coi nói bữa nay làm cái lóc hấp hành tưởng đồ ăn không được hôm nay chắc không gà gà cũng thơm có chung nữa nó nói rồi món này nay con không ăn à ăn không được đâu đúng rồi như nè có xương nè có lá xương á xương á xương có dựng nào nè thịt nè rồi nè thịt nè gói có dưa leo vô dọn bún xương nó coi cho này là mình phải cái muỗng gì nè bắt ra dễ ăn dễ được đó cái gì đó không đũa nó gã chứ là nó vậy nè ăn nó gã nó mơ dĩa hả có dĩa này nè cá nó mềm mà hấp nó mềm rồi mình lấy cái đũa nó bản mà tay cầm quay còn tay sáng cũng ra chụp cũng đẹp trời luôn mấy hả thôi chảy nước miếng chảy nước miếng hôm gấp luôn đó nhức nách nhức nách wow mẹ nhà nó gấp cho gì đó ủa muốn rồi hả nguyên miếng thịt cái gì bánh tráng bánh tráng hả bún khô ăn thôi nha sáng này để ngon ghê chưa vừa mới phin vừa hụt vụ luôn ha vậy nè mình sáng ra cục cục nè cái đũa dẻ gã chứ ăn đi rồi nào giờ nó mới biết ăn này kìa nhé Phúc có nói này có xíu ở nhìn dưới đây có xương nha có bụng á xương mình đưa ra được mẹ chế thêm chén nước mắm để đây hỏng cay mắm cay không được rồi mà nó đâu có cay đâu chị bạn cháo cho ớt vậy thôi nó không có cay dở hơn hai nhỏ rồi nhỏ ăn cay được hết chị ba ăn cay được nè mà không biết ăn ra vậy thôi quá nè cá thịt hơn còn hai con nhỏ nữa đó mình ăn con bự trước đó con bự thì ngon ý thụ rồi cuốn thứ tư rồi đó mà sáng chạy phải đi chợ với mình đó nha ta để ta không có xe đạp cho ba chạy cho chậm rồi để cho đi xe đạp để tốn xăng bả mà được chiếc xe chắc bả dựng trong nhà không á chắc chung mền xong thiệt quá giữ thằng bà giáo giữ thằng bà giáo thật này nước đây giữ thằng bà giáo có xe để dành đi chợ được cái xe chắc bên đây phải dựng trong nhà với chân không chùm mền lại nữa chứ chùm mền lại mua áo cho nó mặc hả nên lại có áo để thấy mua đồ tông cho nó mặc nhút mềm rồi chị này đó trời sẹt cái đó còn có bánh tráng đây mình gói rồi mình năm gói cho nào gói
Nhưng nắm chặt rồi kìa. Dùa. Dùa. Ông nội ho cái biết ý à. Uống nước không? Nó cái mang. Lỡ chưa nghe Phúc ơi. Cái mang là cái ban. Cái mang là cái ban. Ăn bóc đi. Ủa nghĩ đâu vậy? Miền núi rồi cho ăn đũa không có ăn được rồi đó, đồng cộng nó lắm rồi đó. Nhĩ ghiền rồi đó. Vậy gì mày? Đi với vậy nhảy nhảy. Nhĩ ghiền ra lên cho anh hấp cho ăn. Ngon quá, nhưng mà ngặt ngon quá, ăn cuốn nữa. Mấy cuốn gì vậy? Cuốn. Cuốn này cuốn năm à. Ừ, ngon quá. Vậy nó ngon nè. Cái lượng thịt không à. Ồ, chạy gà. Bún lấy khô gan nè trời. Ngon quá. Này. Muốn chanh nhỏ nhỏ. Muốn chanh nhỏ. Cuốn nữa là 5 cuốn. Biết ăn đâu mà nhí. Nãy giờ con mấy cuốn rồi? Hơi nhiều. Nãy giờ con không biết cuốn. Con cuốn. Con gì bằng. Còn gì bằng nữa thiệt. Có bún lại. Con gì bằng. Không còn gì để nói. Mày cuốn tròn vo vậy. Cuốn này hai cái hả là. Nhưng mà ăn cuốn ngon vậy không? Trời quá no rồi. Ngon lắm mới ăn ra cuốn vô rồi nghĩ là ngon quá chứ. Cái đó thì coi vậy sao nhai. Ngon thiệt á. Đúng rồi. Này ngọt lắm. Vậy sao dai? Cái nước đó là cha lấy bún để vô chén á. Chan luôn, không còn gì để nói. Chắc chan là hai nữa ăn cơm. Nước này là bác sĩ. Mẹ không ai gói nữa mẹ. Mẹ không có bệnh. Mẹ đang yếu mà không dám ăn gì. Anh bún lạnh bụng. Bún lạnh bụng. Năm đang bệnh á, không dám ăn gì. Gì mày? Nó cá tóc luôn á. Nó thương rồi hả? Cá tóc cho nó kìa. Nó khúc nạt ơi, chứ khúc đuôi này. Nè, lấy cái muỗng rồi nè. Đúng rồi. Có thương nha. Có thương nha. Có thương rồi. Nhóc xương luôn. Mì gói nào. Nằm dễ án đi cha. Đây. Vậy nó mới ơn nè. Rồi đi đi nè, con cục cá. Nạt không. Nó kiểu sao nó bụng. Nó quên chớm. Dạ. Ăn ít về thôi. Ăn gì quan cháu gà. Nó qua hả? Nó mang nó là nó mang nó cục thịt lên đã chưa? Còn ngon qua mới ăn cháu gà. Tối chạy kiếm cốc tiêu. Nhớ không? Bữa mới về má. No cái đau tử. Má gì không? À, má cá lóc, tính má heo. Má má heo nữa chứ. ăn cá mà nó heo. Hôm bữa Nhí mới về ăn gì phải không? Con hiếp lèo. Con lèo. Ăn no quá trời no vậy cho tử ăn con. Cái thứ quan nghĩ nhá bữa. Nó bắt chước mì. Không mì cuộn còn nhỏ. Mì mắm nè con, cảm ơn. Mì cuộn cà báo. Ngon mì. Mì ngon á. Ngọt luôn mà nó mã. Ngon quá tròn lai á. Vị ngon không Vị? Vị này. Chị hết được rồi. Chị hết được luôn. Có mà có con mi á, vi đó nó ăn đua đó, ăn được nhiều. Thấy nó lanh hơn á. Ừ. Nói quá chứ nói vậy. Cá he, cá mềm. Mà cá lại hay hơn hả? Cá đúng gần đúng điệu đàng hoàng. Ừ. Còn bộ hay khó cũng. Còn hay có con khúc nước luôn hay. Sạp, ngon lạnh quá. Mềm bộ xương và sạp. Sư quách kìa, ông Phúc lắm. Để cho có cái chén bỏ vô đó. Phúc quanh, sư quách lắm. Cá giờ 200 mấy. Phúc ăn con dĩa rồi, ngon chấm. Rồi đó, phải ăn cái má này nè. Cái bà Sáu nói là ăn mình mà ăn con gái mà ăn này là bị vô duyên. Tại vì cái chỗ đó là chỗ ngon nhất của người ta rồi. Ừ. Cái má heo. Ấy à, cái má cá lóc á. Lại là một ngày vui đã qua mau. Bữa nay cá lóc hấp hành. Ngon mấy vị?
Cô chú anh chị và bạn ơi, bữa ăn của gia đình em cũng đã kết thúc. Em xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả cô chú anh chị và bạn rất là nhiều bỏ thời gian ra xem video. Em xin thay mặt gia đình mến chúc tất cả cô chú anh chị và bạn luôn nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống. Và em cũng đại diện gia đình hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và bạn vào video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.